Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 6 từ câu 39 đến câu 42. Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Quý vị và các bạn thân mến, sao ngươi nhìn cái rác trong con mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Chúa Giêsu không úp úp mở mở, không vòng vo với chúng ta. Chúa đang nói thẳng với từng người chúng ta. Đối với tôi nghĩ Chúa đang trách tôi với ánh nhìn đầy thương cảm, để tôi ý thức về chính bản thân đầy lầm lỗi của mình, mà biết thông cảm cho tha nhân và cố gắng sống trở nên gương sáng cho mọi người. Ai cũng được Chúa mời gọi để làm gương sáng, gương tốt cho người khác. Ông bà, cha mẹ có bổn phận nêu gương tốt lành cho con cháu. Anh em nêu gương cho nhau, và mỗi người đều được Chúa mời gọi nêu gương tốt cho người khác. Nhưng sẽ không ai làm được nếu không nhận ra được con người thật của mình tốt hay xấu. Để có thể làm thầy dạy và nêu gương tốt lành cho người khác, Chúa Giêsu dạy chúng ta trước hết phải nhận ra được cái đà trong con mắt của mình. Nhưng làm sao để nhận ra được cái đà trong chính con mắt của tôi? Trước hết, tôi cần phải khiêm tốn nhìn nhận sự mỏng giòn và yếu đuối của mình, thấy rõ những lỗi phạm, thiếu sót của mình và quyết tâm lấy nó ra, tức là loại bỏ cái đà đó khỏi cuộc sống của mình và nỗ lực biến đổi chính mình trở nên tốt hơn. Thứ đến, tôi cần chạy đến với lời Chúa là nguồn sức mạnh, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi trong ánh sáng đích thực, để loại trừ bóng tối trong chúng ta. Chỉ có như thế, chúng ta mới trở nên gương sáng, trở nên thầy dạy cho anh chị em của mình cách thiết thực nhất. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết siêng năng suy gẫm lời Chúa, nghe theo giáo huấn của giáo hội, vì đó là con đường giúp chúng con khỏi rơi vào hố sâu lầm lạc, nhưng dẫn chúng con đi trong ơn nghĩa của Chúa và trở nên ánh sáng cho trần gian. Amen.